Mến chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Vườn Sứa Trúc Ly nha. Hôm nay là ngày 11 tây tháng 2 năm 2022 nha cô chú anh chị. Con có lô 5 cây sứ nha. Sứ này con thanh lý là nó có một số cây nó bị nám da nha, chứ không có bị hư gì trơn nha cô chú anh chị. Cây nó vẫn khỏe bình thường nha. Lô này là con bán nguyên lô là 350. Nếu khách lấy lẻ thì 70 ngàn cây nha. Con ship đơn từ 100 ngàn trở lên nha. Đây hôm nay con có 5 cây nha. Màu đẹp đẹp không luôn á. Vườn con thì gửi xe Tô Châu, xe Phương Trang với ship nhỏ cây Viettel nha. Con đảm bảo là xe Phương Tô Châu với nhà xe với Viettel á thì được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Còn xe Phương Trang thì chuyển khoản trước giùm con nha, tại vì nhà xe nó không có thu hộ. Con sẽ giới thiệu từng cây cho cô chú anh chị mình xem nha. Cây thứ nhất là cây gói đinh dìa. Gói đinh dìa này nó bị chỗ này giống như nó bị ốc á, ăn á, ốc ma ăn á. Chỗ này nó bị nám nha, nám bình thường nha cô chú anh chị, cứng bình thường nha, chứ không có ấy nha, nó chỉ bị nám cháy nắng á. Cây này có 5 bo. Cây nó rất khỏe nha. Bo xanh tốt bình thường luôn. Cây thứ hai là cây màu trắng tinh khôi ngọc băng. Cây này 2 5 9 bo luôn. Cây ngọc băng rất là nhiều bo luôn. Mấy cây này đang ngủ hết trơn nè cô chú anh chị. Cây ngọc băng nó có nám da chỗ này nha. Đây, ngọc băng đang nụ luôn. Cây tiếp theo là cây hạnh phúc. Hạnh phúc cũ đẹp quá chừng. 2, 4, 6, 8, 9 bo luôn. Hạnh phúc nó có cái sẹo chỗ này nha. Lỗ này là sẹo đã lành nha cô chú anh chị. Cái bo này nó cũng có bị hơi nám nám nha. Hạnh phúc nè, hạnh phúc hoa trắng điểm hồng đang nụ hết trơn luôn nè, bo dài luôn, tàn xum xê luôn á. Cây tiếp theo là cây beauty. Beauty này 4 bo nha. Cây này nó cũng bị nám da nè, chỗ này nó eo eo giống như cái đuôi vậy đó. Với tuy đang nụ luôn nè. Tiếp theo là cái gì ta? Cái vân cát. Vân cát nó bị nám ở đây nha. 6 7 bo. Đang nụ trơn luôn nè. Hôm nay con có lô 5 cây nha. 5 cây 350, phí ship là khách chịu giùm con nha. Nếu cô chú anh chị mà sưu tầm mấy màu này thì alo số điện thoại của con nha. Hoặc vườn con còn rất là nhiều màu khác luôn á. Mỗi ngày con quay một số màu cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ vườn của con nha.